Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách mà các bạn có thể là ươm hạt giống mà nó lên đều nha mọi người ha. Cũng như là mình nói về cái phần là giá thể nè, cũng như là phần hạt giống và cách tưới nước làm sao mà cho nó mau nảy mầm nhất. Tại vì mình thấy có nhiều bạn là ươm á các bạn không biết cách cái kỹ thuật mà ươm trồng á, thành ra khi mà nó phát triển thì nó sẽ không có được tốt ha. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ nói về là phần giá thể nè. Thì ở đây thì mọi người cũng có thấy được là mình đang sử dụng cái giá thể là sơ dừa. Còn nếu như là các bạn mà kiếm không được cái sơ dừa thì các bạn có thể là sử dụng cái tro đen ha. Nhưng mà các bạn lưu ý cái sơ dừa và cái tro đen của mình là mình phải là ngâm ủ trước. Có nghĩa là nếu như là cái sơ dừa thì mình sẽ ngâm ủ cho nó mất đi cái độ chát của nó. Còn nếu như là cái tro đen thì mình phải ngâm ở dưới nước để cho nó mất đi cái độ mặn của nó. Nếu như là các bạn mà không ngâm, các bạn ươm thì cái hạt giống cà pháo của mình thì nó vẫn lên. Nhưng mà khi mà nó ra được những cái rễ các bạn mà nó hút cái giá thể của mình lên thì nó sẽ bị vàng và nó có thể là nó bị rụng lá và nó chết nha mọi người ha. Các bạn lưu ý về cái vấn đề là giá thể nó rất là quan trọng nha. Rồi khi mà các bạn đã có cái hạt giống cũng như là cái giá thể rồi đó, thì bây giờ thì các bạn kiếm cho mình một cái thau nha mọi người ha. Các bạn có thể là trộn cát hoặc là các bạn có thể là trộn với tro ở trong cái hạt giống của mình á. Rồi sau đó thì mọi người mới đưa vào cái vườn ươm. Thì cái vườn ươm của mình thì nó sẽ không có bị dày nha mọi người ha. Nếu như là các bạn ươm dày quá, sau này mà các bạn mà không tưới dưỡng rễ các bạn thì có thể là nó rất là đặc luôn. Cây của mình nó rất là ốm, nó tông ha. Đó, thì ở đây thì mình ươm cũng khá dày nè, mọi người có thể là thấy được. Nó dày như thế này, nhưng mà khi mà mình khoảng đâu là 25 ngày mình có thể mình nhổ ra thì mình trồng thì nó cũng đỡ, mình sẽ lựa vào những cái cây mà nó bự như các bạn thì mình trồng trước. Do mình cần gấp các bạn nên mình mới ươm như thế này. Nó lên cũng khá là đều nha mọi người ha. Đó, và hạt giống bên mình các bạn là hạt giống mới. Các bạn mà không biết ngâm thì các bạn cũng không cần phải ngâm nha. Các bạn chỉ việc trộn và các bạn ươm thôi. Đó, thì nó rất là đơn giản như vậy ha. Rồi tiếp tục nè, khi mà mình đã ươm cái hạt giống rồi thì ở đây thì nếu như mà các bạn mà không có cái tấm bạc các bạn, các bạn che đó, thì các bạn có thể là kiếm một hai cái tàu dừa gì đó, chúng ta đóng bốn cái nọc ở bốn góc và chúng ta để những cái tàu dừa lên ha, để cho nó che cái bóng mát. Mà khi mà nó ra được hai cái lá đài như thế này nè, thì các bạn có thể là gỡ cái tàu dừa ra đặng cho nó là nó hút cái ánh nắng nha mọi người ha, để cây của mình là nó chịu nhiệt được. Và giống bên mình thì cũng là giống nó chịu nhiệt, nhưng mà mình ở đây thì mình khuyến khích các bạn là phải dỡ ra cho nó hấp thu cái ánh nắng trước. Về cái phần tưới nước nè, thì cái cây này các bạn mình không có tưới nước nhiều. Có thể là mỗi ngày như vậy thì chúng ta là nên tưới sương cho nó một lần nước thôi, ở cái lần buổi sáng là được rồi. Lưu ý là không, chúng ta không tưới vào cái buổi trưa nha. Tại vì khi mà cái buổi trưa các bạn thì cái bộ rễ của nó các bạn thì nó rất là yếu. Ở đây thì mình có che một cái miếng lưới nè, mọi người có thể là thấy được ha. Còn bên dưới là ở đây là mình làm cũng như là cây giống nè. Đó, thì các bạn ươm như thế này thì khoảng đâu là 25 ngày là các bạn có thể là bạn bứng ra bạn trồng. Và từ cái lúc mà mình trồng xuống đất thì nó khoảng đâu là 30 ngày nữa là nó sẽ ra cái trái chiến nha mọi người ha. Và khoảng đâu là từ 65 hoặc là 70 ngày đó thì mình có thể là mình hái nó rộ. Đó, thì một tháng như vậy là chúng ta có thể là thu hoạch được 4 lần nha mọi người ha. Thì tính bổ đồng là trên 1.000 mét vuông thì mình sẽ nó ra từ là 150 kg trên một tuần nha mọi người ha. Một tháng là 4 tuần thì sẽ là khoảng đâu là 600 kg, có thể là hơn, hoặc là 720 kg gì đó. Nói chung là ăn thua vào cái cách của mình trồng thôi. Và khoảng cách thì anh em là nên trồng khoảng đâu là 5 hoặc là 6 tấc thì anh em phải sẽ ăn dai được ha. Còn nếu như mà anh em mà trồng nó gần quá đi thì cũng được nha mọi người ha. Nhưng mà cái khả năng mà để mà cho nó ăn dai thì nó không có lâu được. Tại vì cây nó gần gần các bạn thì cây nó sẽ cố gắng nó vượt lên. Và cái loại cây này thì mình xin chia sẻ thêm là mình sẽ không có bón phân nhiều. Nếu như là anh em mà bón phân nhiều á, cây của mình nó cực tốt luôn, nhưng mà nó rất là xanh lè, trái nó rất là ít. Anh em bón những cái dòng phân mà nó giúp cây nó chắc, ví dụ như là kali bột nè, đó. Thì anh em bón những cái dòng phân đó hoặc là 20-15. Mỗi lần thì anh em bón một chút đỉnh thôi, không cần phải bón nhiều đâu. Tại vì cái dòng cây này nó không có chịu phân nhiều. Nói chung là mình khi mà mình hái nó khoảng đâu là 4 lần á, thì chúng ta là mới là bón cho nó một chút phân thôi. Và sâu á, ở đây thì nó hay bị sâu đục thân. Ở cái lần đầu tiên thì nó cũng ít, nhưng mà về sau thì nó sẽ bị nha. Thì các bạn có thể là xịt những dòng thuốc như là Revathon ha, của công ty Dubong á, các bạn xịt. Có cái gói đó tầm đó khoảng đâu là 22.000 thôi. Nó các bạn xịt nó thì rất là hiệu quả nha. Rồi thì hôm nay thì chia sẻ cho mọi người một chút kinh nghiệm như vậy. Thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh mình, cũng như là cần hạt giống thì liên hệ mình. Số điện thoại thì mình để bên dưới cái phần mô tả và ở trên cái video mình cũng có nha. Rồi mình xin được mến chào.